nó không chỉ hình thành ra các cái cuộc triển lãm mà nó lại hình thành, nó giống như một cái câu lạc bộ nữa, và nó có cái sự sinh hoạt của các nghệ sĩ tại tại nhà sàn, và ở nơi đó họ được trình bày cũng như họ được bộc lộ những cái quan niệm, những cái suy nghĩ của họ. Và lúc bây giờ họ hình thành nên những cái suy nghĩ không đơn thuần họ chỉ là một nghệ sĩ vẽ hay là một nghệ sĩ điêu khắc, và họ nhìn về nghệ thuật nó có khái niệm tổng hợp hơn, và đấy chính cũng là một cái mới đối với lại người Việt lúc bây giờ. Nên nó cũng ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác ở các ngành nghề khác, ví dụ như sân khấu, ví dụ như nhạc, ví dụ như điện ảnh, rồi kể cả văn học và thơ ca, cũng có người đến đây họ cũng muốn được trao đổi quan niệm, cũng là muốn được trao đổi cái suy nghĩ của họ về nền nghệ thuật nước nhà. Và cũng thông qua cái sự suy nghĩ đấy, họ cũng có những người họ đề xuất lên những cái họ muốn được thực hiện, những cái công việc mà có tính chất nó gần gũi với nhau về những cái quan điểm về nghệ thuật đấy, và họ đã thực hiện đây. Sắc hỏi quyền đặng hỏi, ngã quyền hỏi. Sắc hỏi quyền.